Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích bẫy chim trên toàn quốc. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em về cái mẫu mẹt đánh chim đa lăng. Thì đi chi tiết về cái mẫu mẹt đánh đa lăng này để cho anh em cùng tham khảo. Khi anh em mua cái mẫu mẹt này về sử dụng ấy, anh em đánh được chích chòe này, chào mào đấy, con chích chòe nhiều nơi gọi con chìa vôi ấy. Còn về cái mẫu mẹt này, nó là cái mẫu mẹt hai cửa. Nguyên liệu chính để làm đến chiếc mẹt thì được làm bằng inox 100%. Nguyên liệu inox thì anh em biết rồi, cái thứ nhất là nó rất là nhẹ khi anh em sử dụng, và cái thứ hai nữa là tuổi thọ theo thời gian của nó cực kỳ là bền so với cái mẫu mẹt thép hoặc là mẹt sắt. Về cái mẫu mẹt này thì đã được sơn tích điện màu xanh đấy, cộng với cái lưới đây anh em có thể thấy là cái lưới để giữ con chim bổ cũng được làm bằng lưới tàng hình đấy, lưới dù cũng nhuộm màu xanh đi kèm theo cái mẫu mẹt này luôn. Về cái mẫu mẹt này, ưu điểm của nó thì nó đánh được cả trên cây và dưới đất, nó gọi là cái mẫu mẹt đa lăng đấy, thì anh em biết rồi đấy, gấp vào được và đánh ở trên cây được và đánh ở dưới đất được. Đánh ở trên cây thì anh em có thể thấy đây là cái móc này để anh em treo lên cây, và đặt ở dưới đất thì nó rất là thăng bằng như thế này. Còn về cái cầu tử để giữ khi con bổ nó nhắm vào để cái mẹt nó sập ấy, thì bên cơ sở em là làm cho anh em bằng cây gỗ song. Cây gỗ song này thì ưu điểm của nó thì nó uốn dẻo này, và cái thứ hai nó sẽ không bị mối mọt hoặc là cong vênh theo thời gian khi anh em sử dụng. Còn về cách thức hoạt động của cái mẫu mẹt này thì nó khá là đơn giản thôi. Đây nó sẽ có một cái lẫy này, để anh em kéo cung mẹt lên, kéo cung mẹt lên như thế này. Đó, anh em gài vào như thế này. Đấy. Thì bây giờ thì anh em có thể thấy là khoảng trống cầu tử nó rất là rộng, và cái thứ hai nữa là lưới nó đã thu lên rồi, tính ngụy trang cao. Để đánh cái con chích chòe nhiều nơi gọi chìa vôi thì anh em có thể là bỏ con sâu và con dế, để anh em cắm đây. Đấy. Thì con nó ngọ nguậy đây, nó nhảy vào đây nó ăn này. Đấy, nó nhắm vào đây, và cái mẹt nó sẽ sập xuống. Còn đánh chào mào thì nó đơn giản hơn. Đánh chào mào thì anh em chỉ cần bỏ quả chuối chín hoặc là quả ổi. Đấy thì nó nhắm vào này. Đấy thì nó sẽ sập như thế này. Đấy sập xuống thì nó sẽ giữ này. Đây nó sẽ có một cái móc khóa nữa. Còn ở hai bên sườn đây, tổng cộng là vị trí là 4 cái lò xo ở hai cái cung mẹt. Đấy rất là chắc chắn cũng như rất là khỏe mạnh để anh em sử dụng. Còn về cái mẫu mẹt này, ưu điểm nữa của nó so với những cái mẫu mẹt khác ấy, thì đối với địa hình không cho phép thì anh em có thể là dương lên. Đấy, anh em dương lên anh em đánh trực tiếp một mặt. Đấy, đánh một mặt thì nó sẽ như thế này. Đấy, không đánh nữa thì anh em có thể là xách. Đấy, muốn xách đi điểm khác thì anh em ín vào đây. Ở đây thì em làm cho anh em cái móc này. Anh em móc trực tiếp vào cái khóa này. Đấy, hơi rốn đầu này ra một tí này. Đó. Một cái này. Bên này. Đấy, cái này thì hay bị tuột. Đấy, anh em ấy vào thì nói chung là anh em chia đều ra. Đấy, chia đều ra thì anh em móc một phát là lên luôn. Đấy, như thế này thì bây giờ mình xách đi đánh thì nó rất là tiện lợi và nó nhẹ nhàng, tránh tình trạng va quẹt mà va hỏng. Đấy, để đặt hàng mua hàng thì anh em vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để ở dưới tiêu đề. Anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.